Nhưng mà đây có một cái vấn đề, chắc chắn là anh Điền cũng nhìn ra đúng không? Xác thực phép, nếu như họ muốn dựa vào con Cockmore thì ok đấy. Nhưng liệu trong một khoảnh khắc họ có thể giúp cho con Cockmore sống được hay không đây? Họ vẫn... Và đúng là như vậy thật. Mới nói xong đúng là đường trên có đánh nhau. Và một lần nữa Rocket Black vừa rồi ta cố gắng bỏ chạy nhưng mà không thành công lắm. Xuyên đang di chuyển tới, đã có hai phát cỏ và người vào một cú nữa thôi. Kỹ năng E được bật mặc dù mất tóc biển nhưng phải nằm mạng kiến công đầu cho Kevin. Lính vẫn đang rất nhạy cảm và đây rồi Hasaba buộc phải lao lên phía trước một tí xíu. Anh ta bị tấn công, đang bị tiếp cận kỹ năng dùng người của Hasaba. Hasaba bị kích kỹ năng, anh ta phải nằm xuống rồi mạng đã do khó và dành cho Xuyên. Và tiếp theo có thể xem là dài, liên tục là những tình huống rút lâu từ đèo và hai câu cho POG. Đó là Cap On đang phải xài hồi máu, đang cố gắng đi bộ eo chưa cuối còn mọi thứ còn. On đang cần phải có sự hỗ trợ và đây rồi Cap đang di chuyển tới tóc biển dưới tay Hasaba vẫn đang khạc chỗ bố cu mưa bảy và đó là chiều cuối. On vẫn kịp hồi phục để tấn công. On đã đánh rồi. Nhưng nếu so với lại những lớp khi ôi khoan đã, Cap đi vào hơi ẩu mới khen xong, Cap đã chuyển sang chạy bốn gọi với người da cao cho nên bị tiếp tục quá lâu, anh ta bị gõ ra và cảm xúc anh ta đã phải nằm xuống. Còn trong đó Broken Black đang muốn giữ chân đối thủ lại, anh ta biết là hiện tại El đã không còn cái gì để có thể tự bảo vệ bản thân khi mà đồng đội của ta không có. Nhưng giờ là thời điểm khác, Bin đã tới, Broken Black, ui Broken Black để xem được có hỗ trợ cho Asama không. Broken Black đang muốn hỗ trợ cho Asama, không. Broken Black đứng kế Asama và hát bài, đây là lần cuối đi bên nhau. Thật sự là như vậy. À, không. Đi cùng nhau, Họ đi cùng nhau. Những lần mà con sắt này nhảy vào thì cái lượng sát thương nó được gây ra cộng với cả đó là hai món đang bị. Ơi, On có thể bị nằm xuống, anh ta bị. Và đây đó, On đã nằm rồi. Nhưng mà rất là khó khăn. Bạn đi đường với E, bạn gặp Đây. Hồi nãy ai là người gõ tôi có mặt đất chạy sống nữa. Cap bây giờ chạy đằng trời rồi. Hơi khó, hết cú cho Cap. Đây là kỹ năng nghe khổng, phát nửa 300 đồng rơi vào tài khoản của Bin. Xác thương khá phía gieo cũng phải lo ngại. Nhưng không có sự phụ để cắp mọi thứ sẽ như thế nào. Nikis di chuyển vào tiên phong băng địa chấn lấy tóc quyến của Yagao. Cánh còn lại thì rõ ràng Comoron vẫn đang được ăn. Và chiêu cuối, ui, chưa kịp xoay kẹo xong. Chiêu cuối con được thể hóa giải khả năng giữ chân của đối thủ đó là Baron cho các đồng BOC. Họ đã bắt đàn đa được thể tấn công. Đồng hồ đến từ Bin và gia đình tấn công liên tục được bắt quá nhiều đến từ cái Yagao và cái El. Và ngay lập tức gia đình phải nằm xuống, double kill đã có. Cảm giác Maria trong tay của Yagao bắt đầu phát huy được nguồn sức mạnh. Không chỉ những cú bi tạch chuẩn xác mà ngay cả những tình huống quăng địa chấn hay là tấm thảm nó cũng ổn cả. Sứ giả quyết bung ra, nó đẩy được Bin ra rồi. Cơ hội tàn vào. Không ngay lập tức BOC họ có được cầu đầu. Bin sẽ bắn liên tục. Phía bên này Yagao vẫn đang hỗ trợ gieo để có thể được bắn. Yai lao vào tấn công, hỗ trợ bên phía của Chicho đã không còn thở được. Phía bên này Hasaba đã bị gõ chết bởi Bin rồi. Cap tóc biến, Rock Black tóc biến, double kill dành cho L và BLG. Dù là không mò, mặc dù là trong phong rồi anh ta không có vậy. Thời gian và khoảng trống quá tội, anh ta khạc khô cả cổ luôn nhưng mà không ai nằm xuống cả. Đây BKS sẽ bị tấn công, anh ta đã cố gắng né liên tục của bi thạch đã không còn tối được từ sứ giả phóng viên đã bung ra, nó hất được một thành viên phía sau này là cú bắt nhưng eo bắn quá nhiều vào mẫu của Cap và dài đang muốn tấn công một người của eo đã bật được chiêu cuối mà ta rút đầu về cái bài cùng Rocket làm tấn công và Asama vẫn đang khạc, anh ta có được bài xuất đâu nhưng đây là lượng sát thương đến bên đã tới quá giật đã tới bên gọi một thành viên khác, thành viên Asama đã bị giết chết bởi Xuyên và tiếp theo đến thằng Rocket Black, anh ta bị dính kỹ năng eo còn xe rùa đi, kỹ năng eo được bật được phản đòn của Pin và 16-3 BLC thắng trong ván đấu đầu tiên này. Quét sạch dành cho bên phía của BLG và giờ đây là cái chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên sau pha cố gắng bắt người đến từ bên phía của Chu nhưng mà nó không thành. Trước cái lượng sát thương cũng như là câu kéo đủ thời gian để mà những người bên phía của BLG họ tập trung để mà hỗ trợ thì cái ván thắng này là xứng đáng dành cho bên phía của BLG. BLG có những tình huống giao tranh quá là kinh khủng và chưa kể đến là rồng cũng ủng hộ họ, linh hồn rồng lửa nó ép bên phía của Chichu phải bước ra vào những pha giao tranh mà họ không bao giờ hài lòng được bởi vì lượng tiền của họ thua thiệt rất nhiều so với các thằng BLG. Olaf dành cho Broken Blade một lựa chọn mang phong cách cực kỳ châu Âu dành cho Chichu và Lissandra ở khu vực cánh dưới để đi với Hansava đối đầu với con Rakan của On. Còn Xin, tôi xin phép được quay trở lại một câu chuyện của Xin thật ra. Ý, băng hả? Băng được không? Sao đó không trúng? Toán trói không trúng thì tôi nghĩ là hơi khó. Băng trụ quay lính đã bắt đầu tấn công vào Cap rồi sử dụng kỹ năng của mình và Cap A anh ta đang đóng vai một con xe, anh ta đang cố gắng ôm lượng sát thương khá là lớn, những cú gõ khá là đau đớn, tóc biến được thể giết theo mà không chịu dây và Cap trao đổi và sau đó là Bin anh ta đóng băng lính ở dưới thềm trụ cho nên là rất là khó dành cho Rocket Black có thể ăn lính ở dưới thềm trụ một cách an toàn. Một đánh hai được hay không? Hasaba đã tiếp cận và Bin đang di chuyển lên tóc biến lên đất liều lại ơi và đã mất đi cái thanh tẩy và ta đang cố gắng hit đánh thương nhưng mà có lẽ như là không đủ rồi mà không chịu Hasaba hay không cho Chichu. Vẫn đang là một lợi thế mà phía của Chichu họ đang muốn tận dụng. Đặc biệt là thời điểm này đã tới. Đây là quyền hòa tóc đi lên, hất tung lên và để mà cú tắt đèn có thể lao vào đây nhằm mục đích là tấn công được vào mèo của Bin dài. Bin bóc đầu để có thể tấn công được. Đây là dịch chuyển đến từ Bin và Jai đang lùi ra một tí xíu rồi. Jai đang bị bọc họ và người đang bị tấn công lại là Jai và Bin đang muốn thực hiện một cú xoay thôi mang cho anh ta mạng shut down. 1-3 cho BLG. Tốt so với lại Yagao khu vực cánh dưới thì sao? Hasama đẩy lính vào tốt.
so với lại El. Và anh ta đang muốn khai thác cái lớp giáp trụ này, lao lên chiều cuối lên, đợt điện đạt đỉnh điểm lên, và đang có người hỗ trợ, và đó là Mickey. Mickey SW được hai thành viên đó là xuất hiện và tráng đằng sau lưng là ui Mickey sẽ tạt tóc biên tặng, và ta sử dụng chiều cuối thẳng vào người của đối thủ, và đứa trẻ cao mất quá nhiều một kỹ năng quy giúp trẻ các bạn cùng, và dài đang tìm thấy ôi chúng tôi được bỏ ra và cáp đang cần phải bỏ chạy. Anh ta sử dụng pháo hàng và sẵn trói người đang bị đè bóng vô cùng dài dạng, là Mickey hất tung lên, chúng tôi bật lên vèo đang bắn liên tục. Mickey sử dụng chiều cuối của mình và bên di chuyển tới sẵn sàng của W mang cho Xuyên ba gì dài cầu tóc biến mở Mickey. Mickey đang bị gọi mà người đang phải gặp nạn ra da gao, da gao tóc biến đang phải bỏ chạy dí theo luôn chiêu cuối luôn. Ơi dài làm gì thế, và dài phải làm xuống, và chính sự tự tin đó có thể mang lại khá nhiều hiệu phải mở là lợi thế. Đúng đây test. Tắt này làm tấn công, người đang giữ chân phải đi dài khá là biết cái tóc biến vào luôn, đánh mất chất và ta đã mất quá nhiều máu đồ hòa đồ biến đáp người khá nhiều người đáp luôn tuyệt vời, và pin đã phải nằm tiếp theo của thành da gao hai chân đây. Pin đã không pin chưa nằm, pin đã bắt được Hansama và Xuyên thấy được dài rồi gặp Black con rồng dành dài, El đang được bắn, Xuyên đang bay vào, rồng dành tuyến của Chichu, và Jai và Black đang quen bỏ chạy, Xuyên đang cũng giữ chân Rogue Black lại, Rogue Black bộ vô cùng đau đớn, phía cánh này, Jai và Vin đang đánh nhau có sự trợ từ Cap, Rogue Black đứng bộ, El mất tóc biến nguy cái đường của đội bạn cùng, và Cap ở phía cánh còn lại đang muốn tấn công vào El và Vin, nhưng không thành công, cái nhịp giao tranh của họ vẫn tốt, họ mạnh về khả năng giao tranh, họ đợi những thời điểm đẹp, họ ép đối thủ vào những tình huống kiểm soát. Đây có cơ hội tắt đèn bay vào luôn, tóc vào người của tóc vào người của này, Xuyên đang phải bỏ chạy, ôi Jai cao, Jai tóc biến qua tường. Anh ta đón đầu hợp lý mà đó là cái mép chân của da cao thôi chứ nó chưa trúng chân của da cao, còn trong đấy da cao anh ta đang bị rối bời, anh ta cầu sống không cộng cho tóc, người đang giữ chân lại đó là Bin đang bị giữ trong một quãng gian khá lâu, bật thần cá sấu lên và chiêu cuối đang được bật rồi Black chống tạm người con on xuất hiện tráng hất tung đường cầu sống của da cao trúng, và chiếc eo đang bắt đầu bắn rồng đã có cho đến khi chu và họ đang tràn lên để tấn công. On đang phải lùi, eo đang phải lùi, rồi Black tóc biến lên đánh vô cùng chiến, con đường đã được bật chiêu cuối được bật nhắm thẳng vào người da cao chiến sẽ như muốn gọi người Mickey, nhưng Mickey đã có thể tắt đường ngược lại da cao thì không phía bên này Xuyên đẩy được thành viên đội thủ ra, em ở đây được bắn nổ hoa không được thành công của El, tóc biến đen né khỏi nó rồi phải tóc biến lên đấm vào người đối thủ bên ngoài cùng W rất hay đến El. El chưa dừng lại, El nhắm vào người dài và chắc chắn On thoát còn dài thì không, và El có được bàn gục 10 đều. Mặt nạ vực thẳm, đúng rồi, mặt nạ vực thẩm. Tắc đèn bay vào luôn, mở ra và dựa vào người da gao tóc biến bỏ chạy phía cánh còn lại thì bị tấn công Hansama, tóc biến sử dụng cơn mưa KTA và hit bóc mọi người của da gao. Cánh bên này thì phía kia đang bị tấn công liên tục từ ba thành viên của VLG và ta đã phải nằm xuống. Còn Bin thở được không? Bin thở được thì còn dễ được. Người này cố gắng cố chấp đó chính là Broken Black. Anh ta bổ được người Bin không? Anh ta đang không bổ được nhưng ta vẫn đang giữ được mạch của cái chiêu cuối. Anh ta bổ quá đâu, Xuyên không chịu nổi nhiều, tóc biến dí tiếp nhưng sát thương đã tới giới hạn. El đã bật điện đặt lên điểm của mình lên. Broken Black hết đồng hồ, hết chiêu cuối, lại bị đến từ El. El tiếp tục gây sát thương, sẵn sàng công thành công, pháo hoạt không thành công. Và ngay lập tức cầm xuống, El lướt qua tường, thấy Hansama, thấy cả Jai mà tình huống tấn công được vào người Jai. Jai đang bị tấn công đầy đoạn liên tục phía bên này, từ sau này Bin mắc sai lầm và tâm đang trả giá bản thân của mình. Và rồi, quay trở lại câu chuyện cũ, Mickey S mất nhiều máu, chiêu cứu được bật. Và Xuyên đang muốn lao vào để có thể tấn công, Mickey S đã giữ chân được rừng của đối thủ rồi. Con rồng vẫn đang có thể bị tác động vật lý được đến từ cái thành của Chichu. Đó là chiêu cuối hầm mộ rất hay, và ngay lập tức Chichu không có được rồng. Họ đang chuyển sang những địa khác. Ôi, cáp và nằm rồi. Cáp đã phải nằm. Jagao đang tấn công Hansama, Hansama đã phải bỏ chạy, Bin dứt điểm được Jai. Và Hansama đang bị dính của bổng quá đau đớn. Double kill dành cho Jagao. Và né được kỹ năng hầm mộ hàng băng trên đất sẵn nhưng sẽ không bật vào người có On, lính thì chờ đợi để có thể tràn vào. Baron còn cỡ khoảng một khúc máy nữa, nở hoa được bung ra, tóc biến lên hất tung lượng tắt đèn một thứ vô vào người, bật điện đại điện bắn theo nhưng là không thành công lắm, mà ta đã mất đi giáp thiên thần rồi. Phía bên này hất tung được Hansama, Hansama ôi Hansama eo lướt được qua tường rồi, ai bắt được eo đây? Phía bên này Vicky đang bị đánh bởi 3-4-5 thành viên và Bin là người gần bao gồm Vicky, phía cánh còn lại Jai đang muốn tấn công eo nhưng anh ta mới là người phải nằm xuống, bổ liên tục được Black hồi máu cũng liên tục nhưng Bin đánh quá khỏe, Black vẫn đang bổ rất nhiệt tình nhưng mà không thể nào thoát khỏi con cá sấu quá mạnh mẽ. Double kill cho Bin, và hai lần đã suy nghĩ tới câu chuyện là bấm B về rồi nhưng vẫn chưa xài, chưa về. Jai cuối được bật và Jai đã bị phát hiện, On đang di chuyển tới và Jagao sẽ bị hất tung lên trang đây. Jagao outplay được chiêu cuối thôi rồi lượm ơi, Chichu đã không còn chiêu cuối quan trọng, tắt đều không còn nữa. Mickey biết giữ chân, người giữ chân lại là LL sẽ phải bốc hơi mạng sát đau cho Hansama. Xuyên là phải bỏ chạy, cáp lên bị tấn công lên hai thành viên đối thủ, đứt một kiêu sẽ là có. Hansama được bắn, dễ nhìn Hansama được bắn, anh ta sử dụng cơ mưa Katia, anh ta bắn liên tục người Bin và Bin sẽ bị dứt điểm sau khi mất đi giáp thiên thần. Jagao và On phải bỏ chạy và Bin cắt và sắt cơ mưa Katia bùng ra. Mickey đang muốn giết thằng người đối thủ đó là tên phi kích và mạng sát đau dành cho Hansama. Rất là nhiều quy luật thiên nhiên được gọi ra, quy luật thiên nhiên được gọi để còn kéo thời gian. Cáp chuyển. Dịch chuyển đến từ Cap phải chăng? Dịch chuyển đến từ Cap một phần lao vào bất chấp đến từ anh chàng hỗ trợ phía BLG và ta phải nằm xuống tiếp tục tấn công được Black đang bổ đi từng người của El. El đang cởi bỏ chạy, đó là cú nổ hoa tuyệt vời và sẽ là cơ mưa Karia sau khi bài đa sát thủ đã một kill đang có nhà đàn thầm à. Nhắm vào El, El đã bị dứt điểm, triple kill và Jagao đang cố gắng bỏ chạy qua đa kill. Sẽ là bên này chăng đây? Anh ta sẽ bấm ở Jagao, Jagao chưa mất giáp thiên thần, nhưng mà Jagao chưa mất giáp thiên thần. Vẫn sẽ là ý định giết theo mà thôi, chiến thắng quá gần kề rồi. Jagao sẽ phải nằm xuống. Chờ đợi sẵn, phía bên kia không ai có thể cả W ơi, tóc biến nó bỏ chạy, Hansama còn nó biết giết theo không? Không có. Jagao nói no bên.
Yagao nói no way to the cup. Yagao đang tiếp tục bỏ chạy. Tiên Trinh Kích bây giờ phải trúng. Phải trúng. Và Hansama đang chờ đợi sẵn. Tiên Trinh Kích đoán không đúng. Hơi tiếc dành cho người chơi sự thành viên của Chisu, nhưng nhà chính sẽ đổ. Qua đây khi chờ Hansama và Chisu. Hòa với số 1 đều. Ván đấu thứ hai cực kỳ căng thẳng giữa đại diện đến từ châu Âu và đại diện đến từ EBL. Rom được chọn để phủ đầu nếu như bên kia lấy Nautilus. Là Rom sẽ là người có thể khiến cho con Nautilus phải hối hận với những cái kéo của nó. Cho nên bên phía của Chisu họ chọn phương án thứ tiếp theo là Bo. Đây là sự lựa chọn hợp lý. Eo đang là người bắt rồi. Điều lính ra, Miguez đang di chuyển vào. Miguez có thể lên quy trước, lên quy và ngay lập tức lấy được tốc biến của Eo. Eo đang bắn liên tục người cắp cắp mất tốc biến một hit nữa là đủ, và đó là tốc biến để có được bài gục đến từ On. Và Eo đang tác động được người Bo. Eo đang bị tấn công nhưng Eo bắn quá mạnh mẽ, anh ta tìm được bài gục cho Yagao nhưng Yagao cũng đang bị tác động vật lý. Hasama có hit bắn cuối cùng, anh ta dứt điểm được đường giữa của đối phương, đấm làm chậm rút lấy quăng một cái bùm bê đăng và Chisu cũng gỡ được mạng cắp cắp vẫn còn vài con lính nữa nhưng ta không đủ thời gian để điều động nó. Rocket Black di chuyển cùng đồng đội và Swift không còn khả năng cắm cờ ra tóc biến lên, đang có những hit đánh thường. Dai đã lấy được nội tài và ta hồi máu cộng kèm với tóc biến. Swift đang bị làm chậm, Swift đang bị bắn. Rocket Black sẽ có được bộ đội chàng đây, anh ta cần hai hit đánh nữa. Swift đã tóc biến quy hit đánh cuối cùng của Mikis, anh ta thành công và nạn nhân bây giờ sẽ là Bin. Bin làm gì đây không, nạn nhân bây giờ sẽ là Mikis. Bin sẽ là hồi máu dựa trên cái chuông nhưng ta không thành công, mạng cho Bin ba đều cho hai bên và Rocket nó rất nhạy cảm để băng trụ nhưng Bin vẫn đang muốn tiếp cận. Quy vừa không trúng, Rocket Black đang chờ đợi. Ui, Rocket Black không chụp được bumerang. Combo hót tung lên và Vin sẽ là người hưởng được mạng gục đó. Thua nặng lắm. Cách 44 giây số lính rồi. Eo đang bị tác động, quy rồi làm chậm. Eo đang bị đánh những hit. Oh! Eo thoát được hay không mới quan trọng. Anh ta vẫn sẽ phải nằm xuống dưới mạng cho thì Mikis. Đại bắn tiện không trúng, cấp đang điều những con lính cát của mình ra đâm liên tục. Cầu thủ Eo đã không còn góc để có thể bắn được. Anh ta đang bị thu hẹp lại góc tấn công. Rocket Black chuẩn bị một con A khổng lồ. Vin đang cầm một thanh nổ khá là cao đấy. Và Rocket Black đang bị tác động. Combo lên, một con A đẩy được ra ba thành viên và sứ giả khí đức. Con Maxi khí đức nó nghiêng về dịch cho các người BLG và bay vào nó còn tác động. Mikis sử dụng hành trình di chuyển thoát đi và Jay ta cũng đang di chuyển hành trình di chuyển nhưng đã có hai người dưới theo, đó là Sin và thêm một người đó là Bin. Cả hai đã thành công được việc là tìm kiếm được hạ gục và Broken Black ở khu vực đường này. Ui, đẩy vào tường khá hay, quăng quy ra W và không trúng được. Black đang bị hút toàn bộ nhưng đang On đã sẵn sàng trong cú đánh kích rực rồi và Broken Black sẽ phải nằm xuống. Quy của Eo quá mạnh mẽ. 7-4 cho BLG. Còn 2 phút nữa. Ừ, và nó cũng có vấn đề ở đây là Cap đang bị giữ chân lại, lệnh Sandobun ra tóc biến lên quy vào tường và trụ đang được cuộc cú dịch chuyển. Yagao vẫn chưa nằm xuống, ta đang thở tên lửa. Xin lỗi bạn là đại băng tiễn quá chuẩn, chỉ bạn shut down cho Xuyên băng địa chấn cùng gấp tụi dài lên. Hòa xử lý hay, và xử lý hay nhất băng tiễn trúng và đây rồi. Miguel sẽ bị bắt lại, ta sẽ dùng hành trình kỳ diệu của mình. Xuyên đang di chuyển tới, không phải là ba người di chuyển tới. Miguel sẽ phải nằm xuống mạng nhìn sao mà anh có Xuyên. Xuyên sẽ cần phải phá được lượng tầm nhìn để giúp cho Yagao thoải mái trong việc là lấy được đợt lính và trúng nữa rồi. Mấy kia sẽ bị hất tung lên mà thôi, bị đầy đủ combo nha, trọn vị luôn. Cap vẫn đang tận dụng tốt cái chất tướng cấu rỉa. Xin lỗi bạn là cái chất tướng đẩy lính này để có thể phòng thủ nhiều nhất có thể. Lên sóng âm lấy được cú lướt từ Cap và không có chiêu cuối. BLG muốn đánh tiếp hay không, đây họ đang muốn tận dụng hai mấy giây nữa để có thể phá hủy được công trình. Họ thành công với câu chuyện đó, họ lấy được những điều cần thiết, đó chính là khả năng cơ động đến từ qua Asia, rồi sau đó là lấy luôn cả công trình. Nhà lính sẽ đổ sau khi trụ bảo vệ đã không còn nữa. Ui, người đầu tấn công là Eo. On đang phải đứng che sử dụng băng và tất cả những cái tên hỗ trợ rồi. Đây là Lam tấn công chẳng lại để chẳng bắn tung được và cái tất khiến cho Asama phải nằm xuống. Đại băng tỷ là xuống người Cap cái bắn liên tục, anh ta còn cố gắng lướt sử dụng phân trên điện hạ để đẩy và Sim không thể khó. Cap xài đồng hồ dài đang hỗ trợ đội của mình đã phải nằm, đó là Cap W và người dài là phải nằm rồi. Cap sắc quá mạnh mẽ Rubin và Eo vẫn đang được bắn. Mickey S đứng quá đơn độc tóc biến liên tục đến Rubin LG để có thể được bật mọi người cùng Mickey S và Mickey S sẽ nằm hay chăng đây. Anh ta vẫn đang cố gắng thở nhưng nỗi buồn nhân đôi khi anh ta thấy những người đồng đội và nhà chính đều tan hoang ở trong ván thứ ba này. PLG là đội tiếp theo bước vào trận đấu tứ kết của chung kết thế giới 2023. Xin chúc mừng cho bên phía của PLG khi họ sẽ là đại diện tiếp theo của EBL bước vào vòng knockout của World 2023.